Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã ghi nhận những dấu ấn rất lớn từ chất lượng chuyên môn của các tay đua người nước ngoài. Khi một lần nữa, ở chặng đua thứ 11 diễn ra từ Tuy Hòa, Phú Yên đến Nha Trang, Khánh Hòa, người giành chiến thắng chặng tiếp tục là một tay đua khách mời. Trước chặng 11, ban tổ chức đã làm lễ xuất phát và trao giải cho các danh hiệu của chặng 10. Loic Desriac đã chính thức khoác lên mình chiếc áo vàng sau thành tích xuất sắc ở chặng đua cá nhân tính giờ tại Quy Nhơn. Không những thế, tay đua của Bylife VDC còn cạnh tranh cả danh hiệu áo chấm đỏ với vua leo đèo Jure Navarra. Tuy cán đích đèo cả ở vị trí thứ hai, nhưng Loic vẫn không rút ngắn được khoảng điểm áo chấm đỏ với Navarra khi tay đua người Philippines cũng giành chiến thắng ở đèo Mũi Điện và về thứ ba đỉnh đèo cả. Qua hai đỉnh đèo là quãng đường đẹp và thuận lợi hơn cho những pha bứt phá và nước rút. Trịnh Đức Tâm tận dụng điều này để gỡ thêm 3 giây vào thành tích áo vàng khi chiến thắng ở sprint duy nhất. Dẫu vậy, ở đích đến tại quảng trường mùng 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, chiến thắng lại không gọi tên những tay đua trong top tranh áo vàng. Thay vào đó, Jean-Paul Molares của Philippine Navy đã cán đích đầu tiên trước sự cổ vũ của đông đảo người dân thành phố Nha Trang và khách du lịch. Còn Loic Desriac về đích trong top thứ 2, tiếp tục giữ áo vàng và khoảng cách 7 giây so với đối thủ gần nhất.